Tôi là Nguyễn Văn Hợi, nguyên trợ lý quân lực của tiểu đoàn K3 Tam Đảo bộ đội địa phương của tỉnh Quảng Trị. Tôi muốn nhắc đến đồng đội thân thương của tôi, đồng chí tiểu đoàn trưởng Đỗ Văn Mến quê Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Văn Thu quê ở Bắc Giang, đồng chí Nguyễn Văn Sáu người Nam Định. Chúng tôi ở mọi miền quê của Tổ quốc và chúng tôi cùng chiến đấu ở một điểm có cái dòng sông Thạch Hãn bao quanh. Đêm thành cổ Quảng Trị thì địch ném xuống cái thành cổ Mỹ Thị xã này với cái lượng bom đạn mà người ta ví là nó tương đương với cái sức công phá của 7 quả bom nguyên tử. Đồng đội tôi lúc đấy thì có những cái chết mà chết tới nhiều lần, bởi vì thi thể đồng đội của chúng tôi ấy sau khi mà không còn gì trên mặt đất nữa thì lúc mới mới là thực sự các đồng chí đã hy sinh. Tôi về đây giữa lòng Quảng Trị còn ấm vang một thời đàn lửa. Tôi mới có đồng chí liên lạc ra bờ sông Thạch Hãn để chúng tôi đón anh em. Nhưng mà suốt một đêm là không có một cái phao nào vào cả. Chỉ còn chơi vơi ở trên dòng sông Thạch Hãn, cái tiếng kêu của các đồng chí ấy, tiếng kêu mẹ ơi, chị ơi. Tức là người ta còn trẻ lắm, tức người ta mới rời cái bàn tay ôm ấp của người mẹ, người chị, người ta vào chiến trường thôi. Các bạn vào thành cổ rộng mênh mông, trời thì trong xanh như thế, cỏ thì non tơ như thế. Nhưng mà động đổi tôi nằm chật. Còn non thành cổ, một màu xanh non tơ, bình minh thành cổ, cỏ mềm theo gió đông đưa. Còn non thành cổ, một màu xanh non tơ. Một điều tôi muốn nói hay là muốn tạ lỗi với đồng đội tôi. Họ làm lên chiến thắng như thế, họ hy sinh vì Tổ quốc như thế, mà chúng tôi những người đồng đội không làm được cái gì để đưa họ về với đất mẹ, đưa về với gia đình. Cho tôi hôm nay vào thành. Bao nhiêu năm nay, tôi đã ghi chép lại những cái mẩu chuyện, những cái gương chiến đấu của họ. Tôi muốn dòng sông Thạch Hãn hãy mang quyển sách này đi để cho đồng đội tôi được đọc, để đồng đội tôi thấy một cái điều, những người còn sống không bao giờ quên họ cả. Tổ quốc nhân dân cũng không bao giờ quên họ. Con đường đi đến chiến thắng ấy là ý chí, là xương máu của hàng vạn cái lớp những người đã hy sinh vì Tổ quốc.